Ủa mấy bữa nay mới thấy bán bánh mì ở đây vậy chị? Mấy bữa nay bán được không? Ê hả? Mỗi lần đâu thấy bà này bán ở đây đâu, mỗi lần bà có bán. Bữa nay mới bán sao giờ cây nhiêu? Cây 8.000 bán đối diện nhà Thi luôn. Giờ đó giờ không có bán, mới bán có 3 bữa à. Mới 3 bữa nay thấy là lạ ở đây. Với lại một cái nữa cho em hỏi chị tí xíu coi cái xe này bữa nào cho em thuê được không? Thuê chị và tắt bán. Bữa nào để cho cắt á, để lên đây nè. Chạy xe này bán vòng vòng chơi, bán cho chơi với bãi vậy đó. Đụng đâu bán đó. Vậy là chị bán mười mấy năm rồi. Nhưng mà cho em hỏi coi nhà thuê hay là nhà mướn, nhà mình? Nhà thuê. Vợ chồng có đi làm gì thêm không? Đi bán giống vậy luôn. Vậy hai vợ chồng ngày kiếm được 1 triệu rồi. Mùa ế cũng kiếm được 500. Nãy giờ mình tưởng là chồng bả nhà nuôi con. Rồi ai nuôi con? Ờ, anh giữ em. Rồi anh kế tiếp giữ em nữa. Là bốn đứa nó giữ qua giữ lại. Nó biết nấu cơm không? Rồi mướn nhà mỗi ngày luôn tháng nhiêu? 1.4 triệu, điện nước của người ta luôn, bao lo luôn. Thôi má ơi, bán ế thì ế chứ nói thiệt chứ bà đừng chơi đề nha, đừng quýnh bài cờ bạc gì trơn là được. Thiệt, để dành tiền. Ví dụ mà có quýnh bao lô á, bữa nay bao bơm bớm 19.99. Bữa nay bao lô của Đại Hà Nội. Biết sao không, bán ế thì nó không sao. Còn tiền để ăn mà bao lô là chết sụm đủ đó. Bà thấy không, tôi không bao lô mà tôi còn sụm đủ nữa, tôi còn dảnh giò nè. Còn bà là bao lô là chết, không có bao lô nha chứ bà nội. Tôi nói chuyện chơi với bà thôi, tại vì biết sao không, thấy bà muốn bán cũng cực khổ. Với lại nhiều khi rảnh rỗi nè, hay bao lô lắm. Thôi bây giờ lấy cho em 20 cây chưa? Chín chưa? Có chín không? Cái này có chín không? Nướng cho xà chín chín đó nha, nướng hồi sống nhăn đi, ăn hồi là nghỉ đâm gỏi luôn. Ăn hồi là tôi nằm tại chỗ, rồi nó nghỉ đâm gỏi là chấn động luôn đó. Cây có 8 ngàn cũng rẻ. Đây địa chỉ nha. Quán Đi Thi nằm 4 xa Như Vương, phường 10, quận 6. Quán Đi Thi là nổi bật cái khu này. Và nhộn nhịp nhất cái khu này. Bây giờ sẵn tiện em đi vô trong, bây giờ khách hàng cũng đã đông. Đây khách hàng. Khách hàng đông quá trời, bây giờ hết gỏi rồi. Bây giờ em đi vô trong em đâm gỏi nha mọi người, hãy đợi tôi trong giây lát. Rồi mấy em ơi, ra phục vụ khách hàng đi mấy em ơi. Đi Thi sẽ vô đâm gỏi để phục vụ mọi người. Cũng cảm ơn mọi người nha mọi người, hãy đợi tôi trong giây lát. Em cũng rất là vui được phục vụ tất cả anh chị em mỗi ngày nè. Với một cái nữa thấy bán chi nhánh Tây Ninh quá ngon rồi, quá đã rồi. Bán vui quá. Với lại mọi người cũng chờ trong thì đi xuống Tây Ninh. Tây Ninh thì định gì nè. Thứ hai nè thì định khảo sát mặt bằng ở tại Bình Dương. Tại vì giờ Bình Dương á nhiều người kêu Thi đi đi. Thi ơi đi Bình Dương đi Thi ơi, đông quá trời mà Thi không đi, đợi trong Thi hoài à. Thì Thi định thành phố này giờ cũng hơi lai rai. Với lại anh chị em á ở tỉnh hết rồi. Thì Thi định á để Thi đi khảo sát thứ hai này nè. Để xuống Bình Dương á đi coi chỗ địa điểm này nọ. Và được á là Thi sẽ đi xuống dưới Thi mở cái quán tương đương giống như đây. Là Thi đi xuống dưới đâm gỏi luôn. Đó. Đâm gỏi dưới xong rồi. Rồi bắt đầu cái ở trên đây á Thi nghỉ. Mọi người thấy hợp lý không? Tại vì Bình Dương giờ cũng quá đông rồi. Thì ở đây sao thì chuyển rồi Thi xuống dưới làm cái trang gì? Đó. Rồi xong rồi Thi bán ở dưới. Còn bán khi nào mà hết được rồi Thi trở lên đây lại. Đó, đi tới đi lui. Nếu như xe lưu động gì đó. Mọi người thấy hợp lý bấm Thi thả tim nha. Tại vì giờ thời tiết nóng quá à. Nóng thiệt. Nóng tá quả tâm tư luôn. Nóng mấy bữa nay mà rát da luôn, đỏ da luôn nè mọi người nè. Nóng rát da, đỏ da luôn. Nóng mà mình mọc lông luôn nè. Trời nóng mà mọc lông quá trời luôn nè. Chưa đi quát nữa. Người ta nói thiên gái mà lông nhiều quá à. Giờ bữa nào đi quát. Mấy bữa nay bán nước đá quá trời luôn. Ngày bán 5-70 bao. Sắp tới á thì mua cái chiếc xe lôi này nè, thì chạy lưu động bán. Có anh chị em ủng hộ em không? Đó. Em chở gỏi chở trà thôi, khỏi làm gì hết trơn á. Nếu thất nghiệp, nếu hết thời, em mua xe lôi chở gỏi đi ba. Anh bán nước đá em bán trà. Hai đứa mình hợp tác nhau, xe lôi thì của anh. Đó, em đầu tư trà thôi, chở hai đứa mình đi bán. Để đi đạp á. Đó. Đó anh đạp thử coi anh lên được coi. Anh lên coi. Anh lên ngồi đây nè em chở. Rồi chưa? Rồi ngồi sau lưng em đi. Ê da lo bán nước đá mà gặp thằng này đẹp trai quá, đi qua mình đẹp được. Đẹp trai gì trời. Nè đi lấy cái gì vậy, lấy gỏi hả? Thì 6 giờ lâu quá trời, bà bánh phòng mới về bán nè. Bánh phòng đi đâu lâu quá vậy? 3 tháng. Đi đâu vậy? Mổ tim ông già. Ờ mổ tim hả? Ông già mổ tim. Ông già mổ tim nhà coi. Bà nghỉ bán bánh phòng lâu rồi. Với lại nhiều người cũng nhớ bà. Cái tên tuổi bánh phòng đã mất 3 tháng. Bữa nay sẽ quay trở lại. Ăn chung với gỏi nha mấy bà, ủng hộ bà. Sóc Trăng chuẩn bị Tết rồi phải không anh? Chuẩn bị Tết. Nhưng mà ở Sóc Trăng mình Tết vui không? Tết Khmer vui lắm hả?
Đồng Nai, Đồng Nai là đây. Đồng Nai đông không? Vậy đi, biết sao chị tính ra ngoại mở chi nhánh bán trà tắc. Đây thì định gì nè, nếu mà bán chi nhánh nghĩ bán thành phố á, là thì đi bán một cái chi nhánh là một lấy một anh chồng. Đó, 64 tỉnh, lấy 64 anh chồng. Cho chấn động luôn. Em đi học ở đâu vậy? Ê, này đẹp trai quá à. Năm nay em nhiêu tuổi rồi? Ủa, nãy giờ chị quay hả? Vậy là đang quay nè em. Trời, chị đang quay nãy giờ mày không biết hả? Trời, tay chị dễ thương quá. Đẹp không? Tay chị giống như đàn bà vậy đó. Thơm không? Thú quắc luôn. Hứa cái mùi mắm. Mùi chanh neo mắm nó đâm gỏi á trời. Ác ghê gì đó, nó xéo sắc ghê luôn á. Chị cưng ghê gì đó. Năm nay được 20 chưa? Đủ ăn đủ uống gì chưa? Ê, nhìn giống lai tây quá à. Tây. Cái mặt giống như lai phát đúng rồi đó. Nó lai lai, lai tây á. Có vợ gì chưa? Có chồng chưa? Em chưa chồng. À, chưa chồng hả? Hãy lấy chị làm chồng đi. Chị chịu không? Chịu, chị làm chồng ta không đó. Đẹp trai quá à. Mới đi học về phải không? Mới đi học về hả? Học lớp 12 chưa? Ờ. Em gái, em đi ba, em đi chơi chung với ba người này, là ba người này con gái hay là con trai? Chị em luôn hả? Chị em. Yeah. Chị em nãy giờ mà không biết. Lầu 1 á, tất cả anh chị em ngồi ở trển thì cũng rất là ok. Ở trển chứa được 150 người. Còn ở dưới á thì tất cả anh chị em xem thì rảnh rỗi ra phục vụ ghẹo chai. Anh đến từ đâu? Sóc Trăng. Bữa nay đến quán nhà em ăn cái món nào ăn được? Sao mà bữa nay người Sóc Trăng lên đây ăn quá trời luôn. Nãy giờ em hỏi, nãy giờ mấy người là Sóc Trăng không luôn. Bữa nay Sóc Trăng gần Tết rồi. Mà anh có đón Tết người Khmer không? Anh là người Việt. Nhưng mà anh thấy ở dưới mà người ta đã Tết này nọ đó, anh thấy vui không? Vui hả? Nhưng mà ở đó vui mỗi ngày luôn hay sao? Cái ngày Tết á. Múa hả? Tết là người múa nhảy chùa phải không? Nhưng mà mình ở gần mình cũng thấy người ta vui, mình cũng muốn vui. Vui theo nhậu, có nhậu không anh? Cũng nhậu luôn. Họ này đẹp trai vậy, ship hàng hả anh? Ship đi đâu vậy? Lấy cơm cháy nhiêu bịch? Thật ra cơm cháy mấy bữa nay bán được lắm. Người mua 10 bịch, 20 bịch không à. Cơm cháy này rất là ngon. Mà thì bán rất là đắt luôn. Tại vì cái công ty cơm cháy này á, là thì đặt riêng. Dày, trà bông nhiều. 60 ngàn một bịch, ngồi rảnh rỗi. Là mua cơm cháy giang này mua giùm ta hả? Mua cho mình đi anh. Tất cả anh chị em thưởng thức á, món ăn nhà Tây Thiên thì có bán riêng topping. Ăn gỏi. Muốn mua mắm ruốc về trộn có 200. Ăn gỏi có ghẹ 100. Ăn gỏi có cá 100. Ăn gỏi có da heo 60. Ăn gỏi có ba khía một hũ 160. Thì tất cả anh chị em mua cái nào thì bán cái đó. Cũng dễ lắm. Tại vì biết sao? Tại vì chủ yếu là tất cả anh chị em yêu mến. Chơi hết mình, phục vụ cũng hết mình. Đồ ăn cũng vậy, cũng phục vụ đa dạng luôn. Ai thích ăn gì thì mình cứ ăn. Đó. Vui vẻ. Còn không ăn thì uống nước 15.000. Còn ăn xong rồi mua ủng hộ yêu mến 15.000 bịch bánh tráng. Quán Di Thi ngày hôm nay cũng rất là vui. Có chị Diễm Hương phục vụ tất cả anh chị em mình. Được không chị Diễm Hương? Chị Diễm Hương cũng đẹp gái lắm. Chị Diễm Hương ở Di Thi cũng được mấy năm rồi. Chị Diễm Hương dễ thương lắm. Có chồng rồi. Bây giờ kiểu như là tính bỏ Thi ra đi. Giờ không có muốn làm Di Thi nữa. Từ ngày có người yêu tới bây giờ đầu óc suy nghĩ nhiều. Nói tới đúng quá, đúng tim đen cười hoài à. Diễm Hương này ngộ lắm, nói đúng thì cười, còn nói thua thì khóc. Giờ chuẩn bị có người yêu. Với lại Diễm Hương nói gì nè. Nói Ti Thi ơi, giờ tôi có người yêu rồi, có bạn trai rồi. Tôi định bỏ Thi ra đi, Thi có buồn hay không? Cái Thi nói không sao đâu, cứ đi đi. Thi ở đây thì tự lo là được, phải không Diễm Hương? Cười Mỹ cha. Có người yêu ở đâu vậy? Mỹ hả? Cái nói gì Kiều Mỹ gại tình lắm phải không? Hả? Có không? Có không? Có gì Kiều Mỹ. Diễm Hương gì Kiều Mỹ. Cảm ơn tất cả anh chị em rất nhiều, giờ khách đông quá rồi. Thì hẹn gặp lại tất cả anh chị em ở chương trình HTV TT vào clip ngày mai.